tạ ơn hoàng thượng. Uyển Nhi xin phụng sự hoàng thượng suốt đời. Uyển Nhi, trẫm còn phong khanh Chiêu Dung nữa kìa. Uyển Nhi tạ ơn hoàng thượng. Sử còn không mới làm Chiêu Dung nữa. Chuyện đó mới là đồng trời đã gom nó vào cái lưới Tân Phi đó rồi. Chẳng những còn dùng nó làm lan đài lệnh sử, còn không mới làm Chiêu Dung nữa. Chuyện đó mới là đồng trời đã gom nó vào cái lưới Tân Phi đó rồi. Chiêu Dung trong chính Tân Phi nó đứng hạng thứ nhì, chỉ thấp hơn Chiêu Nghi. Hắn tính làm gì đây? Bà nghĩ coi. Thượng quan Uyển Nhi 30 tuổi ngoài, mặc dù không đẹp tuyệt vời, nhưng mà đến nay cũng như con gái còn tơ, cũng khá duyên dáng, cũng khá lộng lẫy chứ. Thế mới cho nên. Chỉ là sao hắn to gan như vậy? Bà không nghe nói hay sao? Dê không có sợ búa. Chẳng hạn như ông. Trong bụng của bà hầm hay không hả? Hầm hầm cái gì? Tôi còn cầu cho hắn trút hết tâm trí lên cái thân của thượng quan. Bằng không chúng ta có thể nào hát sạc xê được? Đúng là nhịp tim hai chúng ta giống nhau. Bà biết á, tại sao tôi giới thiệu thượng quan Uyển Nhi cho hắn hay không? Ông quỷ sứ nè, tối ngày cái tính tỏ tiếng người ta hoài. Công chúa đang nghĩ cái gì vậy? Em đang nghĩ Tam huynh phong Uyển Như Dung vì nguyên nhân gì đây? Sao em biết chuyện đó? Tiểu thần tử nói cho em nghe. Nhưng mà hoàng thượng làm như vậy là vì cái gì đây? Lan đài lệnh sử thì không có gì, nhị phẩm Chiêu Dung thật là đáng nghi ngờ. Nhưng mà em không hiểu sao ông lại to gan như vậy. Nếu chuyện khác mà ông dám ngang nhiên hành động thì đỡ biết mấy. Lẽ ra hoàng thượng không dám vậy. Không chừng ông có ý thôi, nhưng chưa chắc dám làm. Dù cho có to gan tới đâu, dưới sự uy hiếp của bả, chưa chắc gì ông dám làm gì Uyển Nhi. Cái nhìn của cô... Chẳng những em nhìn thấu ảnh, Dĩ Thị và Võ Tâm Tư cũng nhìn thấu ảnh luôn. Em có một người anh như vậy, thật là tủi thân, thật là đau lòng, xấu hổ vô cùng. Không có chuyện. Dạ. Làm sao bây giờ? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Hoàng thượng gia lâm. Được lắm. Hai người ở đây chơi cờ, không thèm kêu trắng một tiếng.
đâu để trẫm coi thử. Ta đi vậy. Tới hoàng hậu nương nương. Khoan đã. Tam Tư à, tới ông rồi kìa. Ngụy Nguyên Trung từ lĩnh Nam được xá miễn về đây, được phép khôi phục quan chức binh bộ thượng thư, kiêm vệ quý khanh và trung thư môn hạ, bình chương sự. Thần xin khấu tạ bệ hạ. Khanh đứng về đi. Tạ ơn bệ hạ. Thần kính quy xin tâu. Giờ này tình thế rất ổn định, không thể nào dung túng những kẻ thù nghịch. Mới năm nào đây, dòng họ Lý Đường bị thanh trừng, bị diệt gần hết. Họ Lý và họ Võ không đội trời chung. Nay họ Lý được thay thế cho họ Võ, giành đại non nước. Nhưng những người của họ Võ vẫn được phong tước vị, sống giữa kinh đô. Đúng là chuyện từ ngày khai trên đời. Thần quỳ xin bệ hạ, hãy nghĩ đến xã tắc, bãi bỏ hết tất cả tước vị của họ Võ, để cho muôn dân hài lòng. Quỳ xin bệ hạ, hãy nghĩ đến xã tắc, lập tức bãi bỏ tước vị của Võ Hỷ, để muôn dân đều yên tâm. Chuyện này để trẫm tính sao. Thần Hữu Vũ Lâm tướng quân Dương Nguyên Diệm xin tâu, xin bệ hạ cho phép được từ quan xuất gia quy y cửa Phật. Trẫm không cho từ. Tướng quân à, ông thiệt là bậy nha, ông đòi quan đi từ chức làm thầy chùa chi vậy? Võ Tam Tư được hoàng thượng tin cậy, chức cao quyền lớn, tôi đã chán nản cái triều đình này rồi. Công danh đã có, nếu không rút sớm sẽ rất nguy hiểm. Muốn được sự ân chuẩn của bệ hạ, từ chức tống vào cửa thành, đầu óc tôi rất tỉnh táo. Họ súng nhau đòi giết ông, thậm chí còn đòi diệt cả cửu tộc của ông. Kể ra cũng thật là đáng sợ. Nhưng mà ông hãy yên tâm, tôi không để cho ai động tới ông đâu. Chuyện này là chuyện gì đây? Cậu ở đó nói đùa nữa. Tôi không có giận với ông, tôi chỉ muốn để cho ông hiểu rằng trước mắt, mặc dù ông đã được sự tin cậy của hoàng thượng, đều có quyền hạn trong tay và nói là làm liền. Ông phải hiểu rằng họ đã hãm cô ông như thế nào. Đầu ông tính thử coi, ông có chi bằng cô ông hay tới để hạ bệ ông vì cả dòng họ của ông. Nếu ông không chịu ra tay trước, làm cho họ rời khỏi tất cả những quyền thế, sớm muộn gì họ cũng hủy diệt ông thôi. Tới lúc đó, tôi muốn cứu ông đâu. Nhưng mà họ là người cứu bà mà. Tôi gai mắt họ ỷ có công hốc hách. Hơn nữa, tôi đã sử dụng họ rồi. Chừa họ, sau này tôi sẽ mang quả thôi. Điều quan trọng nhất là vì ông, thà là tôi hy sinh họ. Vậy thì ý bà tôi phải làm sao? Dễ thôi. Tâu với hoàng thượng, gác họ qua một bên, để họ rời khỏi mọi quyền hành. Để đền đáp công tận Nam Dĩ Đăng, trung thư lệnh Hớn Dương Công Trương Giản Chi phải phong làm Hớn Dương Dương. Thị trung Tề Công Kính Quỳ phải phong làm Bình Dương Dương. Nam Dương Công Viên Thứ phải phong làm Nam Dương Dương. Bác Lan Công Thôi Quyền Dĩ phải phong làm Bác Lan Dương. Hân Ngạn Phạm phải phong làm Phù Dương Dương. Và ban cho họ vị hậu, cả năm vị đều ban vàng bạc yên ngựa.
và để đỡ mệt nhọc cho Nam Vĩ đó. Bảo Nam Vĩ đại thần không cần thượng triều mỗi ngày, chỉ một ngày rằm, một tháng thượng triều hai sáng mà thôi. Tam Tư, họ muốn giành ghế của ông, sao ông lại tốt với họ chứ? Cho dù họ có công lao đối với hoàng thượng, cũng là trùng với lý được, thật không muốn đắn đo với họ đâu. Được, trẫm đồng ý. Dạ. Đã hạ chỉ xong chưa? À, giết chỉ do Uyển Nhi giết đó mà. Trời ơi, Tâm này đúng là ngu quá ngu. Ai, sao hoàng thượng bị họ quay như vậy chứ? Vậy chứ sao, dụng ý của chúng cả Linh Lợi cũng nhìn ra nữa kìa. Ai, tôi coi chuyện này không chỉ là ý riêng của võ Tam Tư, nhất định có mũ đó nữa. Con mẹ này vừa độc vừa thâm. Tiền đó nào mày nhắc chuyện đó cũng đã quá muộn rồi. Bất cứ nghĩa cho Võ Tâm Tư đều cũng tại con mụ dị thị đó. Nghĩ đến Tam huynh mình mà còn thấy tội nghiệp cho ảnh nữa. Công chúa à, cái hạng người này đâu có gì đâu mà tội nghiệp. Công chúa à, sao con báo với hoàng thượng thử coi. Đây không phải là chuyện thông thường, không chứng không cớ, ai mà dám đi nói tầm bậy đây. Công chúa à, tình hình này cứ kéo dài như vậy nữa, không cần bao lâu nữa thì Huyền Hãn sẽ rơi vào tay của Dĩ Thị và Võ Tam Tư hết. Võ Tam Tư sẽ trở thành hoàng thượng thật sự luôn. Phải tìm cách ngăn chặn lập tức đi. Công việc trước mắt phải bắt tay vào việc giải quyết hai tên này trước đã. Tiểu Thuần Tử. Dạ. Gọi Dĩ Nguyệt. Dạ. Công chúa. Chuyện tôi đã báo với ông rồi, điều kiện cũng đã bàn rất kỹ càng. Ý ông thế nào? Tiểu thần sẽ làm hết mình, chết không ân hận. Không ân hận thật à? Chết không ân hận. Được, tôi cũng sẽ cứu vớt ông. Ông ráng viết xong bản tâu đó đi, rồi hãy đến gặp tôi. Dạ. À, công chúa, trời ơi, làm gì kỳ cục vậy nè? Cái gì đâu mà nói chứ, công chúa. Mặt kệ. Trời ơi. Thưa cha. Quả Nhi, chuyện gì đó con? Cha, cha cũng đã biết rồi. Trong bao nhiêu anh chị em của con, phụ hoàng và mẫu hậu con xưa nay thương con hơn ai hết. Cha biết rồi, đó là chuyện thật. Thì làm sao hả? Cha cũng biết rồi, trên đời này không có ai hơn con. Nhưng mà tại sao con lại thua kém Thái Bình công chúa của Út của con? À, thì ra công chúa là vì chuyện này hả? Quả Nhi, phụ thái theo ngoài thành cũng y như tướng nhân phụ của chú con, có trại của vệ sĩ, xa xa một cái giọng đài, y như trong hoàng cung ngày đêm đều có cấm vệ tuần tra. Lộc của bả 5.000 hộ, lộc của con chỉ có 3.000 hộ thôi. Hơn nữa, ngõ ra vào của nhà bả xe cộ tấp nập, cả nhà thơ số 1 trên đời này cũng qua bển định bợ bả. Tại sao vậy? Quả Nhi, đó là chuyện bất đắc dĩ thôi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ à? Từ xưa đến nay, trên đời chỉ có một Thái Bình công chúa. Giờ này anh cả lại là hoàng đế nữa. Trên danh nghĩa của là công chúa, cộng vào tánh tình và việc làm của cổ, cho nên không ai có thể so sánh đâu. Nhưng mà con có phụ hoàng và mẫu hậu và cả cha nữa nè, chứ không bằng bả sao? Đúng vậy, không bằng đâu. Nhưng mà con không phục đâu, con có tệ hơn ai đâu. Quả Nhi, muốn so sánh với Thái Bình chỉ có một cách này thôi, con phải tự tạo thế.
Thưa cha, làm thế nào con mới có thế lực được? Đem những người muốn làm quan, những người muốn thăng chức, muốn làm giàu, làm cho số lượng tăng lên mãi mãi. Ít nhất, tính về số lượng, con cũng phải đứng ngang hàng với Thái Bình công chúa. Hơn nữa, trong những người gần cũng chọn lọc lại. Không chừng, con có thể tìm thấy những người rất hữu dụng. Thế lực của cậu sẽ có một ngày gần đây. Con hiểu rồi. Con biết con phải làm thế nào rồi. Tham kiến công chúa. Con xin tham kiến phụ hoàng. Quả nhi, sao con vào cung đột ngột vậy? Có chuyện gì không? Thì có công chuyện, con mới vào ngự thư phòng để gặp phụ hoàng. Đứng dậy đi. Uyển Nhi kính chào An Lạc công chúa. Có chuyện gì không? Xin phụ hoàng phê chuẩn. Xin phụ hoàng trực tiếp phê chuẩn. Uyển Nhi chịu trách nhiệm chiếu lệnh văn thư này mà. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải do phụ hoàng phê mà. Trời, con đúng là con gái đã có chồng rồi, làm như con nít vậy đó. Phụ hoàng. Con làm gì kỳ vậy? Chiếc vài chữ đi mà. Phụ hoàng chẳng biết cái gì, cũng không biết trong giấy con viết những gì, làm sao. Phụ hoàng, không cần coi đâu mà. Tầm bậy. Cha xưa nay cưng con hơn ai hết đó. Trời, đó là chuyện khác. Không, cũng giống nhau thôi. Nếu phụ hoàng còn cưng con như ngày xưa, xin phụ hoàng hãy tin nhi thần. Phụ hoàng, không cần coi đâu. Nè, lấy viết ký đại vô đi. Dù sao con của cha không có hại cha đâu. Lẹ đi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Cha phê, cha phê. Phách lối thế mồ đi. Thái Bình công chúa đâu có như vậy. To gan. Thượng quan cô nương. Kính chào thượng quan cô nương. Các ông phải biết, An Lạc công chúa là một đứa con cưng. Giấy tờ cô viết sẵn, hoàng thượng không cần đọc lại, nhắm mắt ký liền. Nếu hai ông không nể công chúa thì coi chừng hai cái đầu rụng như dừa khô đó nha. Dạ. Chuyện đó à? Dạ đúng vậy, cho nên tại hạ mới lập tức qua đại báo tình đó. Hoàng thượng kiểu này chẳng những chưa từng thấy qua mà cũng chưa từng nghe qua. Từ xưa đến nay đâu có ông vua nào mà hồ đồ như vậy. Ta đi. Quả Nhi. Khoan đã công chúa, nếu bây giờ công chúa tìm Quả Nhi sẽ có hại cho tiểu thùng tử công không? Họ không biết tôi đâu cậu à. Bây giờ tìm hiểu công chúa bảo hoàng thượng chuẩn y cái gì đây? Phải kịp thời cản trở, đừng để làm chuyện tầm bậy. Tiểu thương tử công công nói rất đúng, tôi phải đi tìm Quả Nhi mới được. To gan, cất cổ nó lại. Thái Bình công chúa tới đây, ai dám làm bậy? Thưa cô, qua đây. Cô bảo cho. Nhi thần khấu kiến hoàng cô. Đứng dậy đi. Bộ cháu còn nhớ người cô này à? Hưởng lộc 3000 hộ, cha chồng cháu đã dựng cho cháu nhà cửa đồ sộ, muốn gì được nấy. Còn phải buôn quan bán tước, phá hoại tất cả những luật lệ của triều đình. Cháu có một người cha cưng cháu nhưng hồ đồ. Lần này không phải lỗi của cháu không? Nếu lần thứ hai bị bắt gặp, cô sẽ không tha cho. Tiền bạc trả lại cho người ta, lập tức vào cung thú tội với cha cháu. Thưa cô, cháu. Đi, đi ngay bây giờ. Dạ. Hoàng gia. Dạ bẩm công chúa, hoàng gia và phò mã đều đi vắng.
Được, hai người báo lại với hoàng gia là có ta đến đây. Vụ này ta đã biết rồi. Bảo hoàng gia và phò mã một người hãy coi chừng dâu của mình, một người phải coi chừng vợ của mình. Lần này thôi, lần sau ta sẽ không tha cho đâu. Dạ. Linh Lợi, thôi mình về. Dạ. Thật không ngờ, ngày đầu tiên đã gặp cô này, ta hết sức là xui xẻo. Cha, bây giờ phải làm sao? Bây giờ không ai dám đụng cổ hết, cứ nhịn thôi. Mình phải cắn răng chịu đựng làm gì không biết gì hết. Mọi việc cứ đổ cho quả gì, mình sẽ yên thôi. Khấu kiến An Lạc công chúa. Như thần khấu kiến phụ hoàng. Quả Nhi, sao mặt mày con buồn vậy? Có chuyện gì? Tất cả đứng dậy đi. Chuyện gì vậy? Nói nghe coi. Phụ hoàng, cô Châu qua nhà mắng con. Cô của con qua bệnh mắng con à? Con chỉ cho một vài người làm quan thôi. Con là công chúa mà, bộ cho người ta làm quan không được sao? Bá nhiều chuyện. Cái gì? Con phong quan à? Quả Nhi, sao con dám làm bậy như vậy? Sao con dám tự ý phong quan vậy? Phong quan, điều quan là việc của triều đình. Phụ hoàng, con bị ăn hiếp qua đây cầu cứu với phụ hoàng. Cha còn trách móc con nữa, cha đâu có cưng con đâu. Chuyện này rõ ràng là lỗi của con. Phụ hoàng. Quả Nhi, nếu gặp người khác còn dễ chịu, còn gặp cô của con, xin tố thật cả phụ hoàng cũng phải ớn nữa. Cô của con may mắn có vài câu là con có phước lắm rồi. Khấu kiến thái bình công chúa. Đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng cô. Khấu kiến hoàng chúa. Được rồi, đứng dậy đi em. Quả Nhi đã thú tội. Thú tội rồi. Cháu Quả Nhi có tâu lại với hoàng thượng về việc tại sao em bảo cháu qua thú tội hay không? À, em à, Quả Nhi cũng biết mình có lỗi rồi. Vậy xin hỏi hoàng thượng, có biết đó là lỗi gì hay không vậy? Cháu nói cháu phong cho mấy người làm quan. Chỉ phong cho người ta làm quan thôi à? Bây giờ cứ kể như là phong người ta làm quan đi. Nhưng cháu dựa vào cái gì mà làm chuyện đó? Muốn phá hoại những luật lệ của triều đình, tội đó là tội gì? Em à. Hoàng thượng, hoàng thượng có biết cháu đã cầm giấy chuẩn y của hoàng thượng bán tước không? Chuẩn y? Lấy ở đâu vậy? Cháu có một người cha là vua nhưng rất hồ đồ, không chịu đọc kỹ nội dung văn bản, chuẩn y bừa bãi. Câu chuyện chỉ có đơn giản vậy thôi. Quả gì? Thì ra con... Hoàng thượng, mai thai kịp thời phát giác nên chuyện đáng tiếc để nào xảy ra. Sau này anh không được hồ đồ như vậy nữa, phải dạy con cái cho đàng hoàng. Bằng không, đến khi em bắt gặp được và tới lúc em xử chúng nó thì không phải dễ dàng như ngày hôm nay đâu. Thần xin lui. Không có chứ. Mẫu hậu à, binh giật con đi. Chuyện có gì đâu mà làm rùm beng. Dám vô nhà người ta còn chọc quê người ta. Con không phải là không có cha mẹ, con có phụ hoàng và mẫu hậu. Hơn nữa, con là con gái đã có chồng rồi, dù có động trời cũng không cần vô đây dạy đời đâu. Cổ thật là một người tự kiêu, quá ngang tàn, ăn hiếp người ta. Mẫu hậu. Mối thù này mẹ ghi trong bụng. Mụ già đã chết mất rồi, thử coi còn ai đỡ cho nó nữa. Mẫu hậu, vậy... Đừng nôn nóng. Con là khúc ruột của mẫu hậu mà. Mẫu hậu sẽ làm cho con thỏa mãn thôi. Nhi thần xin cảm ơn mẫu hậu. Đứng dậy đi. Quả Nhi, không phải mẫu hậu muốn trách con đâu. Sau này gặp những chuyện như vậy, con nhớ thương lượng với mẫu nha. Mẫu hậu thì thần làm vậy đó. Là ông bảo con đó à? Dạ. Nếu là ông bảo con
Vậy thì không sao. Phụ hoàng con cũng không giúp đỡ cho con. Nhắc đến ổng là tức chết được. Mình đã là vua của một nước rồi mà còn nhát như vậy. Vậy chứ sao? Đường đường là một vị có quyền hạn tột đỉnh, vậy mà còn sợ em gái của mình, còn thua một người đàn bà nữa. Gì đây? Bộ nhìn thấy cổ rồi nhớ đến anh May phải không? Nếu ngày nào bà hứng lên, bà đòi non sông này lại, chẳng lẽ bà gục đầu dâng lên cho cổ sao chứ? Con yên tâm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mẫu hậu à, còn thượng quan Nguyễn Nghi nữa. Lúc đó chỉ có mình bà biết, nhất định là bà sẽ báo với cô Út. Thượng quan Uyển Nhi, Thượng quan Uyển Nhi, mẹ có chuyện cần phải dùng đến nó. Con cứ dẹp qua một bên đi, có gì thì ráng chịu một chút. Đúng vậy mẫu hậu, con chẳng những nhịn Thượng quan Uyển Nhi mà con còn phải ráng nhịn mọi người nữa kìa. Vậy ráng nhịn đi con, không có còn bao lâu nữa, không có để con nhịn quá lâu đâu. Được, tốt lắm. Di thần cảm ơn công chúa. Anh Kỳ à, anh có muốn coi hay không? À, công chúa đã coi qua rồi, anh khỏi cần coi. À, cho nô tỳ coi với. Có biết chuyện gì hay không mà em cũng đòi coi. Trời ơi, vậy mà cũng bày đặt nói lên lợi. Tôi coi coi lúc này hơi lẩm cẩm rồi đó. Ơ, có đó mà cãi nhận thì mới được chứ. Nè, sáng mai thượng triều hãy tâu liền. Dạ. À, khoan đã. Công chúa, chuyện này có được không vậy? Không chắc ăn thì tôi đã không làm. Chuyện này không phải thường đâu nha, phải cần nên đắn đo. Không đắn đo nữa, đắn đo quá nhiều sẽ trễ hết công việc. Tôi thà là ra tay cho sớm, không làm nếu muộn sẽ uổng. Càng không nên chần chừ lưỡng lự, sẽ có lỗi rất nhiều với thượng hoàng và muôn dân. Trời có sụp xuống, tôi sẽ chịu. Vĩ đại nhân. Dạ. Đi đi. Dạ. Công chúa, à, ngày mai sẽ long trời lỡ đất đó. Em cũng cầu mong cho nó long trời lỡ đất. Tiểu thượng tử công công. Dạ có tài hả. Báo với Tống Cảnh, thượng triều ngày mai ổng phải cứu Dĩ Nguyệt. Công chúa an tâm, tại hạ đã biết. Nói với Tống Cảnh, trong giờ phút nguy ngập, tôi sẽ vào đại điện. Công chúa, nếu là như vậy, mọi việc sẽ rắc rối đó. Tiểu thuần tử công công, triều đình trong lúc này đã hôi thối rồi. Bây giờ, chỉ mong vào ngày mai thôi. Có chuyện bên tập không chuyện thì về. Thân Dĩ Nguyệt có chuyện xin tâu. Khanh có chuyện gì cứ việc tâu đi. Thân tôn chỉ, Võ Tam Từ tư tình với Trung Cung, xin bệ hạ hãy mạnh dạn chặt đầu Võ Tam Từ để làm gương đi. Dĩ Nguyệt Khanh, Khanh thật là to gan, Khanh tội thật đáng chết. Bấy đâu. Dạ. Lũ ra ngoài chém đâu. Dạ. Dạ. Thần Quỳnh môn thị Lan Tống Cảnh xin tâu. Dĩ Nguyệt chưa được xét xử. Cẩm ra lệnh Khanh chặt đầu Dĩ Nguyệt, Khanh không chặt à? Muôn tâu vậy hả? Ai ai cũng nghe tiếng đồn Võ Tam Tư dâm loạn hậu cung, không có lửa làm sao có khói, nhất định là có gì đây. Bệ hạ không thẩm vấn kỹ càng lại cho lệnh chặt đầu, làm như vậy tiếng đồn càng lan rộng, dân chúng sẽ xôn xao. Nếu bị lợi dụng nhất định xảy ra rối loạn. Cẩm không cần biết gì hết, Cẩm chỉ muốn chặt đầu. Chặt đầu mới được. Chặt đầu, chặt đầu. Nếu bệ hạ cứ đòi chặt đầu Dĩ Nguyệt thì thần xin chịu thế, bằng không thần không tuân theo. Khanh, Tống Cảnh. Bệ hạ, bệ hạ, hành hình giữa mùa hè, bệ hạ bất giận, đợi cuối thu rồi hả xử tử. Muôn tâu bệ hạ, không ý đại Dĩ Nguyệt về dưới lĩnh Nam để cuối mùa thu bảo đô đốc Quảng Châu hành hình đi. Lưu đài, lưu đài, lưu đài hết. Tổng cảnh giam sức sực với Cẩm, đuổi ra cung thành. Thật hả? Loan khắp triều đình, công chúa đó. À, thật là vô dụng, nhu nhược, tệ mạt. Ông không thèm điều tra hậu cung mà lại đòi giết Dĩ Nguyệt,
đúng là công chúa đi đâu vậy? Tôi muốn đi tìm ổng, nói với ổng đó là chủ ý của tôi, buộc ổng điều tra hậu cung, lôi đầu con mụ ấy ra thẩm vấn xét xử. Công chúa, làm như vậy không được đâu. Giờ này cũng không nên đi gặp hoàng thượng. Tánh tình của hoàng thượng công chúa cũng đã biết, nổi cơn lên thì sẽ bất lợi đối với công chúa đó. Bất lợi cho ta? Ông dám làm gì ta đây? Ông dám sao? Công chúa, tiểu thường tử công công nói rất đúng. Thượng hoàng đã qua đời rồi, dù sao ông cũng là hoàng thượng, huống chi hậu và võ tâm tư, nói gì là ông nghe răng rắc. Xưa nay ông sợ dĩ hậu ai cũng biết mà. Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ ta dẹp ngang hay sao? Tốt nhất hãy chờ thời cơ rồi mới chắc ăn được. Tiểu thượng tử công công, đi báo với Tống Cảnh và Dĩ Nguyệt, bảo hai ông ấy hay an tâm, tôi sẽ cố gắng tìm cách điều các ổng trở về kinh thành. Dạ. Công chúa à, hồi nãy tiểu thượng tử nói là chuyện này đã lan ra cả triều đình rồi, trong lúc này chắc dì hậu cũng đã biết, không chừng bà sẽ phá sập nhà, cuối cùng người thượng cho đáng đời. Không kiến lương lương, đứng đi. Tạ lương lương. Thượng triều sáng nay hai chú có nghe gì không? Bấm tụi thần chỉ ở trong nội đình, cho nên tụi thần không nghe gì cả. Hai chú tính với tôi hay là không biết gì cả? Bấm thưa nương nương, tụi thần không biết thật mà. Ngoài triều nội đình ai nấy cũng đều biết chuyện đó, ai mà ngốc như hai chú? Tôi nuôi hai chú để làm gì đây? Nếu có ai vô đây giết tôi, hai chú cũng không biết gì phải không? Xin nương nương hãy ý chị, thần xin lập tức chặt đầu Tống Cảnh Dĩ Nguyệt. Dạ hôn. Thần đáng chết. Tại sao các chú giấu tôi chứ? Thần không dám, thần không muốn làm cho nương nương bực bội. Cổ Sâm, chú muốn giết Tống Cảnh Dĩ Nguyệt cũng vì chuyện này phải không? Nương nương bị họ làm nhục, thần chịu không nổi. Tống Cảnh Dĩ Nguyệt sao lại gan như vậy? E rằng có người đang chờ mình phá làng phá xóm đây, chờ coi mình làm rùm beng chuyện này lên. Nhưng mình đâu có ngu. Hai chú lầm rồi. Người của tôi trong sạch đàng hoàng, họ nói gì mà kệ họ. Tội gì mà nhiều lời với bọn tiểu nhân đó chứ? Hoàng thượng đâu? Bẩm thưa nương nương, hoàng thượng ở trong thơ phòng, không dám gặp nương nương. Hai chú cứ qua thư phòng một chút, cứ tâu y như lời của tôi vậy. Thần tuân chỉ. Nếu chuyện này bà biết được thì chết tôi luôn. Cảnh, vậy đúng là cái thứ ăn hại mà. Bấm Tổ Sâm muốn gặp. Hả? Tới rồi. Quyến Nhi, chắc bà biết chuyện này rồi đó. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Bấm thưa hoàng thượng, có những việc không thể trốn tránh được, phải mạnh dạn dù có một nước không còn phải trốn tránh. Quyến Nhi, con cũng phải biết cái bà đó. Trời ơi. Ê, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Chỉ còn có một cách. E rằng hoàng thượng phải gọi Giả Hùng và Cổ Sâm vào đây mà thôi. Rồi, mời vô. Tuân chỉ. Hoàng thượng có lệnh mời thống lãnh Ngự Lâm quân Giả Hùng Cổ Sâm vào thư phòng. Thần Giá Hồng Cổ Sâm khấu kiến hoàng thượng. Hai chú vô đây làm cái gì? Rồi, bảo hai chú qua đây gọi trẫm qua gặp bả phải không? Bấm tâu bệ hạ, nương nương bảo thần qua tâu với hoàng thượng. Nương nương rất trong sạch đàng hoàng, nương nương không muốn nghe chuyện đó, không muốn bận tâm với kẻ tiểu nhân. Thật sao? Hoàng hậu nói như vậy à? Dạ.
hay gì không? Chuyện động trời như vậy cả lính gác cũng không biết, làm sao tôi biết chứ? Nếu ông đã biết chuyện đó, sao ông không hành động liền đi? Tôi có chịu làm lơ đâu. Ngoài bề mặt tôi buộc lòng phải thản nhiên như bà đây, nhưng thực tế tôi đã triệu tập 5 tên tay sai đắc lực như Tông Sở Khách để thương lượng đấu sách. Mình chỉ có 5 tên, làm sao chọi với Lý Châu chứ? Đừng nói, họ làm không lại Thái Bình công chúa. Dù là chúng ta cũng chẳng làm gì được cổ đâu. Không có chứng cớ chứng minh chữa việc vậy, tụi mình tội gì phải chọc cổ cho thêm một kẻ thù nghịch. Không đối phó Lý Châu thì đối phó với ai đây? Tôi đã nhận được một tin chắc ăn. Bộ Kính Quy và Hàng Ngàn Phạm đang chuẩn bị chuyện này để hại tôi. Trả đỡ chuyện tôi đã gạt họ ra gì, rất có thể có sự kiện là do họ thao túng ở phía sau. Cho nên tôi phải ra tay hạ trước đánh cho gục lục. Nhưng mà bọn này toàn miễn chết vô hoàng thượng ban cho, ông có thể làm gì bọn chúng đây? Bà yên tâm, tôi có cách của tôi. Tôi sẽ lợi dụng sự việc của Dĩ Nguyệt làm cho hoàng thượng thu họ, sẵn đó diêm thái tử trùng tuấn. Sau đó tôi sẽ giết trừ bọn này từng tên một. Lợi dụng sự kiện Dĩ Nguyệt để hoàng thượng thù họ. Sẵn đó dẹp luôn Trùng Tuấn. Đó là một công mà hai việc. Ông tính cách nào đây? Bà khoan hỏi, tôi sẽ làm cho bà coi. Thật hả? Chuyện này không phải là chuyện thường, Di thần đâu dám bịa đặt ra, gạt cẩm bệ hạ làm gì? Chết, phản rồi, quá trắng trợn, nhất định là Dĩ Nguyệt. Mua. Dù là có phải gì, nhất định là có kẻ xấu xa nào đó làm ra những việc phạm thượng. Lập tức điều tra cho trẫm, bất cứ giá nào cũng phải tìm ra cho được những tên đáng chết này. Di thần tuân chỉ. Quân đã. Tam Tư, muôn tâu bệ hạ, không cần xét nữa, tờ cáo thị phạm thượng giáng trên cầu là của họ đó. Cái gì? Tam Tư, Lương hoàng gia, sao ông dám? Cấm đi, các ông còn mặt mũi để gọi tên tôi à? Thật là to gan, thật là khốn nạn, chặt đổ cả nhà mới được đi. Võ Tam Tư câm miệng lại. Ông ngày nay hại dân, ngày mai hại gió. Cách đây không lâu tâu với hoàng thượng, gác tuổi này ra rìa, bây giờ lại bia đặt ngậm máu phun người, lòng dạ đã rõ như ban ngày. Muốn bệ hạ, Hàng Ngạn Phạm đã lộ ra nguyên hình, bọn này hiểu lầm thần, căm thù thần, dùng quán trả ơn bịa đặt tầm bậy, âm mưu hãm hại nương nương để phế hoàng hậu và bôi nhỏ thanh danh của bệ hạ, âm mưu đen tối, xin bệ hạ xét xử. Nhi thần bị quan, rõ ràng là Tam Tư tính hãm hại trung thần, nhổ cỏ tận gốc, diệt cho sạch luôn, mong bệ hạ. Thôi được rồi, đừng nói nữa, thì lý lẽ đủ điều. Bên thì quỳ xuống kêu oan. Các khanh có hiểu hay không? Các khanh không ai bị gì hết, trẫm mới chết đây nè. Được lắm, ông khá dữ lắm. Lẽ ra nhưng bây giờ cả anh đốn củi cũng biết nữa. Cái gì ông cũng không lo, chỉ có lo một mình thân ông. Cái gì cũng không sợ, chỉ có sợ vợ bị hành hạ. À, công chúa, việc này càng ngày càng phức tạp, có thể càng ngày càng lan rộng đó. À, anh Du Kỵ cũng mới vừa nghe tin này nên chạy qua đây báo với tôi đó. Chúng tôi đang bàn, lẽ ra chuyện này tưởng đâu là như vậy, nhưng không ngờ chúng lại lợi dụng cơ hội mà làm rùm beng cả lên. Công chúa, về việc Dĩ Nguyệt thượng tấu lẽ ra là chúng ta đưa ra, nhưng mà bản cáo thì ở đầu cầu là của ai đây? Nô tỳ biết rồi, chuyện này không phải chuyện chúng ta. Thì tiểu thuần tử công công vừa nói, Võ Tam Tư đã đổ lỗi cho các vị đại thần đó. Chắc có lẽ là như vậy thôi. Tại sao lại nói vậy? Cách đây không lâu, Võ Tam Tư đã tìm cách gạt họ ra ngoài. Có lẽ họ quán thù về việc này, lợi dụng cơ hội để trả đũa. Rất có thể như vậy. Tôi không cho rằng là các ông Kính Quy. Vậy thì tôi lại cho rằng
Đó rất có thể là một âm mưu của Võ Tam Tư. Bản thân của Võ Tam Tư... Sao lại có chuyện đó được? Ai mà lại bôi nhọ mình vậy? Những việc mập mờ như vậy, hắn cứ nói đại ra, cho người ta hiểu lầm và nghi kỵ lẫn nhau. Võ Tam Tư rất hiểu tại sao phải làm như vậy. Cho nên, hắn không bỏ lỡ thời cơ này, đã kích mạnh mẽ các ông Kính Quy, phá cỏ trừ gốc, diệt sạch đối thủ. Ai cũng không ngờ chính là hắn. Cũng mơ, công chúa đã bảo ông diễn nguyệt đó. Cũng chưa chắc, vì ông biết khuyên tôi cũng không được. Cho nên lợi dụng cơ hội này tiêu diệt các ông Kính Quy trước, rồi đối phó tôi sau. Chỉ là không biết lúc nào mà thôi. Nếu chuyện này mà đúng như công chúa vừa nói, thì cả triều đình sẽ nắm gọn trong tay của Võ Tam Tư rồi. À, nếu không may mà công chúa đã đoán trúng, rõ ràng là âm mưu của Võ Tam Tư. Dĩ hậu nhất định là hợp tác với ông rồi. Hoàng hậu! Đúng rồi! Hoàng hậu! Ông còn mặt mũi nào mà gặp tôi, còn dám gặp tôi nữa à? Nhục nhã này tôi đã cắn răng chịu nhục rồi. Bây giờ ông còn bắt tôi ly cái mặt này sao chứ? Hoàng hậu! Chuyện này là chuyện gì? Nói dính líu tới tiết hành của tôi, dù là dân thường ngoài đời cũng không chịu nổi. Chứ đừng có nói là một vị hoàng hậu như tôi nữa. Ông bảo! Hoàng hậu! Tôi không muốn sống nữa! Hoàng hậu! Hoàng hậu! Thưa cha, chuyện xảy ra trong triều đình và kinh thành các con cũng biết chứ? Tôi con biết. Dạ tôi con biết. Các con có tin không? Con không tin. Ai mà tin chuyện đó chứ? Dù là có thật đi nữa thì chuyện này ai có quyền nói? Phụ hoàng con không nói thì ai mà động tới? Quả nhi nói rất có lý. Đúng là dâu ngoan của cha. Đúng là dâu ngoan của cha. Quả nhi, cha nhờ con việc này hả? Chuyện gì đó cha? Con nói coi tình cảm giữa con và Trùng Tú như thế nào. Cha hỏi việc này có nghĩa là... Hãy nói thật, dù cha hay là con cũng là quan trọng. Mặc dù là anh em, nhưng lại là anh em khác mẹ. Con không bao giờ phục phụ hoàng, tôn ảnh làm thái tử. Được. Con muốn thay thế cậu ta để được làm hoàng thái nữ hay không? Muốn chứ cha. Tốt lắm. Cơ hội đã đến rồi đó. Hoàng hậu, thôi đừng khóc nữa. Trẫm tin hoàng hậu mà. Ông tin tôi à? Ông tin tôi có nhầm gì đâu? Cả thiên hạ ai cũng biết chuyện này đang bàn tán. Dù tôi có nhảy xuống hoàng hà cũng không có rửa sạch được mà. Sao có chuyện đó? Trẫm tin bà mà. Văn võ bá quan tin bà. Nhưng bá tánh hoàng hậu là người có tiết hạnh, họ không bàn chuyện bà nữa. Không mỉa mai bà đâu. Hơn nữa, bà là hoàng hậu, cũng là chánh cung nương nương. Được rồi, ông đừng có nói nữa. Ông biết cái gì mà nói chứ? Thanh danh của người đàn bà quan trọng, họ sỉ nhục tôi, vậy mà ông vẫn hồ bao cho họ. Trẫm không binh vực ai hết, tại vì không có chứng cớ mà thôi. Sự thật rành rành, còn đợi chứng cớ gì nữa? Quả nhi, nhi thần khấu kiến phụ hoàng mẫu hậu. Đứng dậy đi con. Quả nhi, con đến thật là đúng lúc. Mẫu hậu à, cứ việc bình tĩnh. Quả nhi vào đây binh vực cho mẫu hậu. Quả nhi, phụ hoàng, sự thật rành rành, rõ ràng là bốn vị đại thần của bọn Kính Quy và Hàng Ngạn Phạm cấu kết với anh Trùng Tuấn, lợi dụng sự kiện này để đả kích cha con và mẫu hậu. Tâm địa đen tối, còn đợi chứng cớ gì nữa cha? Trùng Tuấn. Được rồi, tôi đã nói là sao bốn tên này thật to gan. Thì ra là... Quả nhi, lời nói của con thật là đúng lúc. Ông nghe chưa? Đứa con cưng của ông tính chút phế tôi, bôi nhọ thanh danh của ông, cướp đoạt ngai vị của ông. Chẳng lẽ ông không có biết hay sao? Giết chúng nó, thúc phế Trùng Tuấn.
Nhưng mà họ sử dụng tôi như vậy mà ông còn tính che chở họ à? Không phải. Vậy ông không tin lời của con gái ông sao? Không không, đây không phải là chuyện không tin tưởng con gì hết. Các ông chính quy đều có miễn tử quyền. Ngoài ra họ phạm tội phản quốc, không có cách gì phán họ tử tội đâu. Phụ hoàng, chẳng lẽ đây không phải là tội phản quốc hay sao? Chứ sao, họ muốn trút phế tôi, bôi nhỏ ông, không phải phản là cái gì chứ? Phải, đám đâu có nói không phải. Nhưng mà không thể dùng danh nghĩa này. Vậy đại họ chung thân cho rồi, tôi chết không được về đây. Chuyện này được, trẫm có thể lập tức hạ chỉ. À, phụ hoàng, vậy còn trung tướng? Chuyện muốn trút phế thái tử, cha phải bàn tính lại kỹ càng mới được. Mẫu hậu! Cái gì? Chúng nó muốn phế thái tử trung tướng à? Dạ đúng, tại hạ nghe nói như vậy, cho nên tại hạ mới qua đây để báo với công chúa những việc như vậy thôi. Vậy sao được? Họ muốn làm gì nữa? Anh Du Kỵ à, anh nghe kỹ rồi chưa? Anh coi mục đích của Võ Tam Tư chỉ muốn cầm quyền mà thôi. Vậy ông tính là chẳng lẽ muốn làm vua à? Gạt bỏ các vị lương thần, có thể nói đó là giành quyền. Nhưng mà muốn trút phế thái tử Trùng Tuấn, hắn không muốn làm vua thì làm cái gì đây? Hả? Trời ơi, họ đã bị nô tỳ đón trúng rồi. Hoàng thượng nhu nhược dễ ăn hiếp, hoàng hậu lại tư tình lan chạ với Lương Dương bị hắn ta lợi dụng. An Lạc công chúa lại là dâu của hắn. Một khi thái tử Trùng Tuấn bị phế, thời cơ chín mùi, hắn không là hoàng đế thì là gì đây? À, hoàng thượng cũng thiệt là, ông quá hồ đồ rồi. Giang Sơn ngay vàng sắp mất luôn rồi, nhưng ông lại không biết gì hết. À, anh nghĩ chúng ta đã coi thường Võ Tam Tư. Ông mới là một nhân vật lợi hại, lúc đó ông giành một thái tử. Bây giờ ổng phải muốn phủi chân bước lên ngai vàng. Nhưng không dễ dàng vậy đâu, em còn sống đi mà. Tôi hỏi ông một câu, ông có hạ chiếu hay không? Hoàng hậu, đừng nghe Quả Nhi nói bậy. Chuyện này không phải chuyện bình thường. Quả Nhi không nói bậy. Họ giết chết Trùng Nhuận, tại sao không có thể trút phế Trùng Tuấn? Phế nó đi, ông sợ là không có trùng tự. Quả Nhi của chúng ta là hoàng thái nữ đây. Cái gì? Ông có hạ chiếu không? Thái Bình công chúa Gia Lâm. Nó đến giờ này làm gì? Tham kiến công chúa. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Được rồi, đứng dậy đi em. Đúng vậy, anh chị mà lễ phép làm gì? Cứ như vậy làm sao anh chị dám nhận chứ? Phải lễ phép chứ chị. Về công chúa ta là quân thần, về tư chúng ta là anh chị em trong nhà, thì phải hành lễ chứ. Ông chào cô con đi. À, đúng rồi Quả Nhi, chào cô đi con. Quả Nhi xin chào hoàng cô. Cháu đã khôn lớn rồi. Em à, mời ngồi. Được rồi anh. Em có nghe nói hoàng thượng định hạ chiếu đại các vị đại thần và phế cả thái tử Trùng Tuấn, cho nên em mới qua đây coi thử. Sao em biết chuyện đó hả? Ai nói với em vậy? Chuyện đó không quan trọng. Chuyện lưu đài các ông kính quy, các ông trước đây cũng đáng đợi họ đi, em không cần biết. Nhưng mà muốn phế thái tử Trùng Tuấn, em có ý kiến. Vậy em cho là, mặc dù Trùng Tuấn là con vợ khác, nhưng mà Trùng Tuấn là đứa con ngoan thông minh, có chỗ nào mà không được. Đừng có nghe lời một nhóm tiểu nhân nào mà bày đặt trút phế. Dù sao tai của hoàng thượng cũng đừng nên nói gì nghe nấy. Anh phải có chủ kiến, phải biết suy tính cho kỹ càng. Em đã nói rất đúng. Vậy thì không phế Trùng Tuấn. Không phế Trùng Tuấn đâu. Vậy thì được. Xin cáo từ. Chào công chúa. Miễn lễ. Công chúa à, kiểu này mẹ con họ càng thù chết luôn. Nếu ta sợ họ thù ta thì ta đã đi tu rồi. Đúng,
Vậy thì hãy chết phò mã. Bà đã có thù với chúng ta. Ta được. Linh Lợi, sở dĩ ta chống Dĩ Thị không phải chỉ vì phò mã không, mà còn vì Tam huynh, công di xá tắc họ Lý và bá tánh cả nước. Ta công chúa đã chặn đứng quyết định của hoàng thượng. Các ngươi cũng cho rằng không nên phế thái tử à? Thái tử đâu có tội lỗi gì. Và cũng như công chúa đã nói, thái tử là một người rất thông minh, cũng rất tử tế. Hai ngươi trộm nghe người ta nói chuyện, qua bộ cũng thính tai dữ. Chuyện bất đắc dĩ, xin công chúa thứ lỗi. Nếu cho rằng không nên phế thái tử, sao không tâu với hoàng thượng? Xin công chúa thứ tội, lời nói của chúng tôi không có nhầm gì đâu. Bây giờ nhớ lại, công chúa đừng nên cứu vớt hoàng thượng, đừng nên nói về trước mặt hoàng thượng. Nếu mãi mãi sống ở phòng châu thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Hai người lén lút đeo đuổi ta, ta khuyên hai người hãy rời bỏ chỗ đi. Ta ơn công chúa, nhưng bây giờ quá muộn rồi. Chúng tôi thề sống chết với hoàng thượng, nhưng mong chuyện đó đừng xảy ra. Cùng tâm công chúa. Thế nào rồi? Bọn Trương đại nhân bị lưu đày rồi. Con cái trên 16 tuổi đều bị đày đi lĩnh nam, không cứu nổi à? Là ý của hoàng hậu và Lương Dương, chiếu lệnh của hoàng thượng, ai gỡ nổi hả? Lưu đày, tôi e rằng đi chưa tới lĩnh nam á thì đã bị giết hết trơn hết trọi rồi. Tướng quân, ông không cần nhìn tôi bằng cặp mắt đó đâu. Cái tên họ Võ này, không biết kẻ nào là xấu, kẻ nào là tốt. Ai tốt với tôi, người đó là tốt. Ai xấu với tôi, người đó là xấu. Họ đã thù tôi tận xương tủy, không thể để cho họ nghi ngờ thêm Nguyễn Nhi. Bằng không mọi việc sẽ hỏng hết. Và trong lúc này cũng là lúc đi tam tư. Nhưng mà chẳng đứng võ tam tư, e rằng cũng phải lôi cả anh Du Kỵ vô nữa. Công chúa, định hoàng gia qua thăm công chúa. Chào định hoàng gia. Em Châu. Anh Du Kỵ à, đang tính tìm anh đây nè, anh ngồi đi. Công tử và công chúa cứ tự nhiên đi, tôi cũng là người biết điều nhất mà. Tôi sinh ra ngồi để hai người được tự nhiên. Hai người cũng hiểu ý tôi chứ hả? Lui ra đi. Cảm ơn công chúa. Chưa cử hành hôn lễ thì đã biết ông Mai này rồi đó. Cảm ơn công công. Tiếc thay ông công công này không có bà. Tiểu thần tử công công, cháu ra ngoài pha trà cho ông nha. Em à, anh nghe nói về chuyện của Trùng Tuấn, em đã chống với vị anh thật không yên tâm. Có gì đâu mà anh phải không yên tâm. Bây giờ tạm gác lại Trùng Tuấn. Phải mà thôi, đừng căng lắm. Dù sao mụ cũng là chánh cung hoàng hậu, hoàng thượng bấy lâu nay sợ mụ còn hơn là sợ cột nữa. Bây giờ lại thêm một tên tam tư, nếu mình cứ ép mũ quá thì anh e rằng... Em hiểu ý của anh. Em cũng biết xưa nay anh vẫn quan tâm tới em, nhưng mà xin anh hãy yên tâm, em sẽ suy nghĩ lại. Nhưng có một việc này em muốn báo lại cho anh rõ, để anh kịp thời chẩn đứng võ tam tư. Em buộc lòng phải lôi anh vào để tiếp tay. Em nghĩ vài ngày nữa có lẽ sẽ có lệnh giáng tước đối với những người họ Võ. Chuyện đó chẳng nhầm gì tới anh. Nói thật cho anh hết càng tốt, để cho anh được nhẹ nhàng lên trên núi đi học hành đó em. Đó là chỗ tốt làm cho người ta kính nể đó. À anh à, bác đặt ống tre này ở một chỗ nào đó kín. Công chúa, đây là... Anh đừng có hỏi có được không? Cũng được, nhưng mà anh đâu có biết đặt ống tre này ở chỗ nào đâu.
dậy đi. Tạ ơn nương nương. Nương nương còn bực mình à? Cũng không có gì đâu. Nương nương, Uyển Nhi đã biết hết chuyện đó rồi. Anh đừng có hỏi có được không? Cũng được. Nhưng mà anh đâu có biết đặt ống tre này ở chỗ nào đâu. Tấu kiến nương nương. Đứng dậy đi. Tạ ơn nương nương. Nương nương còn bực mình à? Cũng không có gì đâu. Nương nương, Uyển Nhi đã biết hết chuyện đó rồi. Uyển Nhi, nếu cô đã biết được chuyện đó, tôi cũng dễ nói năng hơn. Tôi biết cô và Thái Bình công chúa thân nhau. Nhờ cô khuyên cổ giùm, bảo với cổ đừng kiếm chuyện với tôi. Chuyện của Tiết Thiệu hồi đó, tôi cũng vì non sông hoàng thượng thôi. Mặc dù hoàng thượng là mẹ chồng của tôi, nhưng lại là mẹ ruột của cổ. Hơn nữa, mọi việc đã trải qua lâu rồi, cũng nên quên lãng đi. Hai chị em đồng lòng với nhau để hỗ trợ cho hoàng thượng thì tốt biết mấy chứ. Nương nương, Uyển Nhi có thân với Thái Bình công chúa. Uyển Nhi bây giờ là Chiêu Dung, lại là Lan Đà lệnh sứ. Em nói là người của hoàng thượng và nương nương rồi. Hôm nay Uyển Nhi ngoài việc nương bớt giận, còn tính khuyên nhủ nương nương về những việc hàng ngày. Khuyên ta cái gì? Chuyện đó có quan trọng không? Nương nương, hiện nay đang có lệnh giáng tước của những người họ võ không được đặc biệt tương dương. Tôi cho rằng giáng tước của tương dương không ảnh hưởng tới quyền lực của tương dương, mà còn có thể lẩn tránh được những nghi ngờ hiểm khích của những người chống đối ở bên ngoài.